hợp cho các bạn mà muốn đi ngủ vào trước 11 giờ và lại dậy vào lúc 5-6 giờ sáng. Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và đây thật sự là một buổi sáng cực kỳ đẹp trời, đúng không? Video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn một số lưu ý khi chúng ta tìm phòng trọ nha. Việc đầu tiên đó là cho dù các bạn biết được cái phòng trọ đó qua bất kỳ một kênh thông tin nào, như là bạn bè giới thiệu hoặc là tìm được ở trên chợ tốt, tìm được ở trên các trang fanpage của trường, thì các bạn nhất định phải tới đó xem phòng trước rồi mới cập, chứ không phải là mình kiểu ô mình từ xa tới xong rồi bây giờ có một cái phòng mà ngon lành như vậy mình không cập thì người ta sẽ cập mất thì sao, thì nó là không. Mình lúc nào cũng tin vào duyên phận của mọi người, nên là khi mình tới mình xem phòng mình thấy ok mình cập rồi á thì coi như là mình với cái phòng nó có duyên. Còn nếu như mà không á, mà mình tới xong hết phòng rồi thì mình sẽ đi tìm phòng khác. Đặc biệt là dưới Sài Gòn á, vô cùng là nhiều phòng và nhiều sự lựa chọn, và chúng ta không có gì phải vội vàng để mà chưa xem phòng, chưa xem như thế nào mà phải gọi điện cọc cả. Rất là dễ bị tình huống tiền mất tật mang. Nhiều khi không phải là cái phòng nó không tốt, mà là cái hình ảnh nó đưa ra trên quảng cáo á, nó không có khớp với cái hình ảnh ngoài đời đâu. Các bạn sẽ thấy là một cái phòng nó rẻ mà nó đẹp, nó lung linh, trời ơi quá hay, quá hay, quá tuyệt vời. Như là một số tình huống cái phòng trọ ở bên Bình Thạnh đó mình đã bị rất nhiều rồi. Không, mình chỉ cần đặt thôi, cô ơi, cô con cặp tiền cô để phòng cho con á, thì rất dễ bị tiền mất tật mang nha. Điều thứ hai mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, đó là phòng trọ phải có hợp đồng rõ ràng. Nhiều lúc á, những cái phòng trọ nhỏ hoặc là kiểu phòng trọ hộ gia đình á, thì các cô chú sẽ hơi lười cái vấn đề cặp đồ này kia, tại vì nói chung là cô chú cho thuê cho vui mà cũng không được bao nhiêu một tháng á, so với cái thu nhập của cô chú, nên là cô chú cũng lười làm hợp đồng. Nhưng mà mình phải tin vào cái trực giác của mình, đó là cái phòng nào cần coi hợp đồng thì phải coi và cái phòng nào không. Và tốt nhất là nếu như mà mọi người mới xuống mà không biết là phòng nào nên hợp đồng, phòng nào không á, thì chúng ta nên lựa những cái chỗ mà quen thuộc á, cái bạn ấy đã ở rồi, cái bạn ấy có review qua rồi, xong rồi mình ở đó rồi một thời gian xong mình thấy quen rồi, mình đã cảm nhận được là cái môi trường ở đó, mình biết cách nhìn nhận mọi người và tin vào cái trực giác của mình á, thì mình hẳn đi qua phòng khác thích hợp hơn cũng được. Đã kể câu chuyện này nhiều lần nhưng mình vẫn muốn kể nữa, đặc biệt là khi các bạn xem video của mình thì có thể là các em mới tốt nghiệp cấp 3 và các em đi tìm phòng trọ đại học chẳng hạn. Thì đây là một câu chuyện muôn thuở luôn, đó là khi mà mình tới nha, mình tìm cái phòng trọ ở bên chỗ Bình Thạnh á, mà các bạn ấn vô lừa đảo phòng trọ ở Sài Gòn, thì cái dãy phòng trọ đó vô cùng là nổi tiếng. Sẽ thấy một cái phòng trọ cực kỳ đẹp, điện nước, hàng xóm láng giềng, wifi, và đặc biệt là có máy lạnh. Dưới Sài Gòn thì vấn đề có máy lạnh là một cái mà gọi là xa xỉ luôn đối với cái mức giá tiền đó nha, chứ không phải là các bạn bỏ nhiều tiền để bạn có máy lạnh đi, đó là đương nhiên rồi. Và sau đó cũng có hợp đồng luôn nè, hợp đồng này con đọc đi, con ký đi, nhưng mà con cọc liền đi, nếu không là buổi chiều á sẽ có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bạn tới coi phòng, và nếu như hết phòng thì con không biết đâu, phòng này ngon quá mà, thì làm sao mà con được, con coi á, con may mắn con coi tới, con coi trước, con cọc đi, cọc. Lúc đó các bạn sẽ chưa quen biết những người bạn học luật và các bạn sẽ cảm thấy như một tấm chiếu mới luôn. Các bạn sẽ trời ơi tốt quá, cặp không 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 cặp, mà các bạn không đọc hợp đồng. Đó là có hợp đồng nha mà các bạn không đọc, và tới lúc á, mà các bạn tới ở, người ta sẽ giao cho bạn một cái chỗ gì như một cái mà các bạn không tưởng tượng được đâu. Chưa kể là phòng thì đúng là phòng như vậy, nhưng mà điện nước á, thì sẽ là tất cả những người trong cái tòa nhà đó xài và chia ra, trong khi bạn ở một mình, còn phòng bên kia ở 3-4 người, hoặc là bạn không xài máy giặt, máy lạnh, còn phòng bên kia nó bê cả tủ lạnh tới xài nữa cơ, mình không biết được đâu. Chưa kể là trong hợp đồng á, khi mà mình quá vui mà trời sung sướng quá, mới xuống Sài Gòn đất khách quê người mà mình tìm được một cái phòng ngon lành như vậy, rẻ như vậy, trời ơi may mắn quá, phải cưới liền, phải khoe cho họ hàng thiên hạ biết, thì bạn sẽ không có đọc tới những cái vấn đề rất là nhỏ nhặt như là chỗ để xe, wifi, điện, nước, rác này kia. Tới lúc mà các bạn vô ở rồi, tại vì cặp thì phải na vô ở thôi, thì các bạn sẽ mất tiền rất là vô lý, như kiểu trong cái hợp đồng này nó có quy định wifi đâu, wifi 300 một tháng nha, thì rác 100 một tháng nha, ở thì ở, không ở thì mất, mất là mất cái gì, mất tiền cặp, tiền mất tật mang, nên là cứ từ từ. Mình đã nói rồi, cứ từ từ nha. Thánh nhân đã ấy kẻ khù khờ, nên là các bạn không việc gì phải vội hết. Mình có rất là nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là ở một nơi như Sài Gòn vô cùng là sôi động và rất là nhiều người tốt, nhiều người sẵn sàng cho các bạn một chỗ ở với mức giá hợp lý. Thì các bạn chỉ cần
từ từ và tìm kiếm thôi, cứ từ 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 từ. Khi mà mình tới mình tìm được cái phòng rồi, mình cảm thấy ồ ưng ý rồi, phòng được hợp lý này kia, thì hãy xem xét môi trường xung quanh. Đây là một câu chuyện cá nhân của mình, đó là năm đầu tiên đi học đại học á, thì mình ở trọ ngay chợ Xóm Chiếu. Năm đầu tiên mình còn xa nhà, mới xa nhà mà còn nhớ nhà, nhớ quê nhiều lắm. Xong rồi chủ nhà cực kỳ là dễ thương và tốt tính luôn nha, dễ thương lắm mọi người. Lúc đó mình cảm thấy là ồ tốt 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 tốt, ở một nơi xa lạ như nhà mình gặp được chủ nhà dễ thương như vậy thì cực kỳ tốt. Nhưng mà cái khu mình ở là ngay chợ Xóm Chiếu ở quận 4, thì các bạn nếu như mà ở Sài Gòn đó, thì các bạn sẽ biết chợ Xóm Chiếu là khá là nổi tiếng. Còn nổi tiếng như thế nào thì trên mạng nhiều, ngay chợ nên là nó rất là ồn. Ví dụ như buổi sáng á, 3-4 giờ sáng là mọi người bắt đầu nhập hàng rồi, thì lúc đó nha, xe tải rồi hàng hóa rồi rau với nhau ồn cực kỳ. Nhiều hôm mà mình mới xuống mà mình còn thổn thức, mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cá kho, nhớ rau xào của mẹ ấy, cá kho tộ của mẹ mình ngon cực kỳ. Lúc đó ở dưới xe tải ấy, nó chạy qua chạy lại thế này, xong rồi mọi người mấy cô chú nhập hàng cứ bên này 1 ký rau, bên kia 10 ký cá nghe chưa đó. Ủa mình chịu không nổi. Tới 6 giờ chiều ấy, thì bắt đầu xe rác nó sẽ vô để nó hút rác ở trong chợ đi. Một ngày á, thì cái xe rác nó sẽ tới 2 lần, và tới toàn những cái giờ mà ít người, cái giờ mọi người đi nghỉ á, thì lúc đó xe nó mới vô được. Mà giờ mọi người đi nghỉ thôi, bắt đầu xe rác nó vô nó xong rồi nó xúc rác đi, xúc rác. Kể là khi mà mình ở trên Đà Lạt á, thì 8-9 giờ là mọi người cả thế giới đã đi ngủ rồi, còn ở dưới đây 8-9 giờ mọi người còn thức á. Xong rồi bắt đầu ồn ào. Mà cái khu chợ đó nói chung là nó cũng khá nổi tiếng đó, nên là các bạn sẽ nghe được những cái câu gọi là những cái câu chửi mà nó hơi hơi có văn hóa một tí, nghe miết thôi, nghe miết. Nếu như mà mở cửa sổ ra thì nó sẽ mát, nhưng mà các bạn sẽ phải ngửi mùi, tại vì ngay dưới chân đó, nó là cái bãi rác chung của cái khu chợ đó. Rồi nghe được những cái tạp âm mà rất là dễ thương, nghe hàng ngày luôn á. Còn nếu đóng cửa lại đó, thì nó sẽ yên tĩnh, nhưng mà nó nóng cực kỳ. Tại vì cái khu đó, cái phòng trọ của mình đó là bên phía tây á, nên là buổi chiều nắng nó chiếu vô nóng, nóng như làm gì thì tốn tiền quạt đó. Nên là khi mà các bạn xem phòng trọ thì lưu ý một xíu xíu, 1% nào đó hãy để ý tới cái môi trường xung quanh, cái hàng xóm nữa. Mặc dù cô chủ tốt thật, nhưng mà mình có thể ở được cái khu đó không, nó có phù hợp với cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình hay không nữa. Một cái nữa mà khi mình xem á, đó là nhiều khi cái phòng ấy thì nó hợp lý rồi, nhưng mà cái phòng không phải là mình để về mình ngủ không, đúng không? Mình còn phải về phòng mình tắm rửa, giặt quần áo, nấu ăn nấu uống nữa. Tại vì sinh viên những năm đầu tiên mà đi xuống dưới Sài Gòn á, thì cái tốt nhất để tiết kiệm đó là các bạn nấu ăn ở nhà. Thứ nhất là nó sẽ hợp với khẩu vị của mình khi mà mình chưa có quen khẩu vị khi tới một vùng đất mới. Cái thứ hai đó là nó sẽ sạch sẽ và hợp vệ sinh hơn, và các bạn có thể điều chỉnh cái lượng cái khẩu phần ăn theo ý muốn của mình nữa. Thì mình phải coi chỗ phơi đồ này, chỗ nấu ăn nè, chỗ để xe nè. Rồi nhiều khi cái chỗ phơi đồ mà nói chung á, thì mình còn phải để ý là không phải là đồ có giá trị gì quá cao, nhưng mà lâu lâu thì nó cũng sẽ không cánh mà bay đi mất. Hoặc là chỗ nấu ăn á, nếu như mà không có cái cửa sổ để thoát ra ngoài á, nói trong phòng á, thì phòng nó sẽ khá là hôi, cộng thêm nữa là nó sẽ bám vào quần áo và giường chiếu của mình thì rất là khó chịu, đúng không? Trừ khi các bạn chỉ tìm phòng trọ để về đó ngủ thôi nha, kiểu mình tính là mình đã làm việc cả ngày rồi và mình chỉ về mình ngủ thôi á, thì nó lại khá khá đơn giản, tại vì đóng cửa vô thì không ai biết gì. Nhưng mà nếu như mình nó lấy nó làm nơi sinh hoạt chính, như là ăn uống nè, giặt giũ, tắm rửa rồi kia, thì mình phải xem nhiều yếu tố, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái đồ dùng hàng ngày của mình. Nếu như các bạn nấu ăn trong phòng ấy, thì lúc nào người mình nó cũng sẽ có mùi bếp ấy, nó kiểu phản phất và nó khó chịu. Và mình nhớ là để ý tới nó gọi là trần nhà nè, tường nè, những cái lỗ hổng ở trên tường. Tại vì mình đã từng ở trọ và mình gặp cái trường hợp là trên tường á, lúc mà mình vô á, thì cái tường nó lót cái tấm mà cách nhiệt mà xám xám á, mọi người biết không? Thì mình nghĩ là cái tường nó sạch sẽ, cái trần nó sạch sẽ như vậy thì không có gì, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Ở trên cái trần nhà mà lót cái mái xám xám đó thì thật ra nó là mút. Đó là những cái nhà mà cũ, nhà cổ ở quận Tư lâu rồi á, mọi người sẽ không ít bỏ tiền ra để sửa chữa nhiều lắm. Đó là một cái nhà mặt tiền, cái chủ nhà đó thuê lại cái nhà đó thôi, họ tận dụng cái mặt tiền để buôn bán và cho thuê những cái phòng ở trên, thì mình ở những cái phòng đó. Thì rất là ít khi mà họ chịu bỏ tiền ra để tu sửa lại ở trên đâu, cái nguồn thu lại không được bao nhiêu mà bỏ ra thì khá là nhiều. Lúc mình vô ở mình mới biết á, tới mùa mưa á, thì bắt đầu ở trên tường nó sẽ có một vài cái lỗ hổng nhỏ 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 thôi, mình sẽ không thấy đâu. Nhưng mà tới mùa mưa rồi á, là bắt đầu những chỗ đó mưa nó sẽ dột dột vào trong trên trần nhà á nha, chuột nó đục 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 đục, và nó sẽ nói chung mình kể thì mọi người sẽ cảm thấy trời sợ ở trọ mà nó
nó kỳ như vậy, nhưng mà thực tế nó lại như vậy. Những cái phong trào đầu tiên mình ở, mình đâu có biết được là chuyện gì nó sẽ xảy ra đúng không, trong khi mình ở nhà chăng em niệm ấm quen rồi, nên là cũng khá là vui, khá là thú vị. Có điều là nếu như mà các bạn không thể chấp nhận được một môi trường mà khả năng có côn trùng và chuột và lâu lâu sẽ mưa hắt vô, thì hãy chịu khó xem kỹ trần nhà và tường nhà một tí. Và điều cuối cùng nữa đó là chỗ để xe. Một số bạn sẽ ưu tiên là chỗ để xe ở trong nhà để chúng ta có thể đảm bảo là không bị mất xe. Nhưng mà có những cái phòng trọ nó không có chỗ để xe đâu các bạn. Thật vì mình học dưới Sài Gòn mà đứt dưới Sài Gòn thì là tất đất tất vàng thật sự luôn á, không có ai mà người ta dùng cái mặt tiền để mà xây nhỏ lại xong rồi để chỗ để xe đâu. Mình phải gửi xe ở cái chùa ở gần đó, cách đó tầm 100-200 mét gì đó. Chùa là một cái nơi mà mình cảm thấy nó đủ an toàn để mình để cái xe của mình ở đó. Hàng ngày mình chỉ cần đi bộ ra lấy xe xong rồi đi về thì cất về. Có một cái đó là trong chùa thì mọi người sẽ đóng cửa sớm, có giờ giấc nghiêm nên là mình phải về trước cái giờ đó. Còn nếu như mà về sau giờ đó thì mình phải tìm chỗ để xe khác thì thôi. Nhưng mà có một số cái phòng trọ mà các bạn sẽ không có may mắn lắm được ở gần một cái chùa, mà các bạn sẽ phải gửi xe ở nhà dân ở gần đó. Nhà dân ở đó là dịch vụ gửi xe luôn, giá cả nó cũng như vậy mà các bạn phải gửi. Nhưng mà có một số chỗ nữa là sẽ không được cái bãi xe trong nhà đâu, mà cái chỗ gửi xe như kiểu là cái khu công viên mướn lại một tí ở chỗ đó để người ta làm chỗ nhận gửi xe á. Thì xe các bạn lúc nào cũng phải để ở ngoài trời và sẽ bị cái tình trạng mà xịt ra xịt vô rồi đụng chạm xe này xe kia á. Tại vì mọi người đi khá nhiều nên là các bạn lúc nào cũng phải có một cái tấm để chùm xe lại, nếu không là mưa gió nó sẽ làm bay màu cái xe luôn. Và có nhiều chỗ nó không có chỗ để xe nữa, kiểu thì mấy đứa đi bộ hay đi xe buýt thì ở chỗ cô, còn nếu như mà đi xe thì thôi tìm chỗ khác, hoặc là nếu ở phòng hai người thì cũng chỉ được có một chỗ để xe, nhà cô chỉ có một chỗ thôi, nên là các con phải suy nghĩ cho kỹ. Thì cái đó cũng là một vấn đề mà cần phải hỏi nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video cùng mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video để các bạn, đặc biệt là các em mà mới tốt nghiệp xong và các em xuống dưới Sài Gòn á để học đại học, thì mình sẽ cố gắng để khi mà mọi người xem video của mình, mọi người sẽ đỡ bỡ ngỡ về cuộc sống sinh viên hơn. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh mình ngày càng phát triển. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.